Sáng 16 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang nối tiếp phiên sơ thẩm vụ án ăn lận điểm thi tại kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 với phần xét hỏi những người liên quan. Theo ghi nhận của phóng viên, gần 3 giờ xét hỏi, 11 giờ cùng ngày, hội đồng xét xử cũng lên tiếng lời khai của bà Nguyễn Thị cha mẹ thí sinh Nguyễn Ngọc Ngân. Theo đó, bà Chăm thừa nhận đã nhờ bác của cháu là ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang để ý giúp đỡ. Trong khi đó, ông Trần Đức Quý khai trước khi kỳ thi 2018 diễn ra, ông Quý đã nhờ bị cáo Hoài xem điểm cho thí sinh này nhưng thành quả lại được nâng điểm. Bản thân ông Nguyễn Thanh Hoài vào ngày thứ hai diễn ra phiên tòa cũng khai được ông Trần Đức Quý nhờ xem điểm cho cháu gái. Hội đồng xét xử làm việc. Ảnh Hoàng Cư. Bị cáo Hoài còn thừa nhận với hội đồng xét xử, sau nhiều buổi họp các ngày 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2018, đã bị thầy Bình, thầy Sử tức ông Vũ Văn Sử giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang và bị cáo Triệu Thị Chính tố vi phạm quy chế thi. Trước những động thái bị làm khó của ba người nêu trên, ông Hoài đã nhắn tin cho ông Trần Đức Quý giữ cương vị chủ tịch hội đồng thi để cầu cứu. Nội dung tin nhắn Hoài gửi đến ông Quý như sau: em báo anh hai việc, một em vừa đổi danh sách quân tàn liệu thi kết thúc thành quả quân tàn liệu trên phần mềm quản lý thi của bộ trùng khiết với quân tàn liệu trong đĩa anh sử giữ, hai việc lương chuyển bài thi trắc nghiệm và thiết bị xử lý bài thi về sở là theo điều 26 quy chế thi và được đồng ý của em với nhiệm vụ phó chủ tịch hội đồng thi và trưởng ban thư ký. Xong thầy Bình, thầy Sử, cô Chính đang nâng cao quan niệm quá và có gì anh xem giúp em. Sau khi gửi tin nhắn, ông Trần Đức Quý trả lời bị cáo Hoài ối. Cũng trong phiên xử sáng nay, hội đồng xét xử cũng nêu tên bà Triệu Thị Giang, em gái nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh, rằng cả 4 buổi xét xử, bà này đều vắng vẻ mặt. Trước đó, trong phiên tòa ngày 14 tháng 10, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài khai, trong danh sách 12 thí sinh bị cáo Triệu Thị Chính gửi nhờ nâng điểm, có thí sinh Triệu Ngọc Mai con gái ông Triệu Tài Vinh, nhờ nâng môn ngữ văn. Theo lời khai của Nguyễn Thanh Hoài, thí sinh này trùng với thí sinh do bà Triệu Thị Giang nhờ nâng điểm trước đó. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hà Giang cũng đã kỷ luật bằng chế độ khiển trách đối với bà Giang do có hành vi nhờ người khác tác động để cháu ruột được nâng điểm. Còn bà Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang cũng thừa nhận đã nhờ bị cáo Triệu Thị Chính xem điểm cho con gái Lưu Thủy Tiên, thành quả thí sinh này không được nâng điểm.